Quang Linh được fan tặng quà sinh nhật siêu lầy, chốt Hoa hậu Thùy Tiên về làm dâu xứ Nghệ. Những khoảnh khắc xúc động trên sóng livestream của Quang Linh và Thùy Tiên vừa qua đã thu hút sự quan tâm lớn từ dân tình. Mới đây, fan Nghệ An còn lại lội đầu tư bộ album cưới của cặp đôi để dành tặng chàng vlog nhân dịp sinh nhật, khiến ai nấy cũng bật cười. Thùy Tiên, Quang Linh đang là cặp đôi được dân tình đẩy thùy nhiều nhất trong thời gian qua. Cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng phù thề, cặp đôi thường xuyên tương tác thoải mái với nhau trên mạng xã hội và không ngại dành cho nhau những lời có cánh. Ngoài những món quà của Thùy Tiên lôi con, Quang Linh còn nhận được quà đặc biệt từ fan Nghệ An. Mới đây, trong một nhóm kín, dân tình truyền tay nhau những khung hình của Thùy Tiên, Quang Linh. Đáng chú ý, người này còn photoshop ảnh cưới lung linh, hình ở Angola của cặp đôi. Có thể thấy, fan còn phấn khích chốt nàng hậu sẽ làm dâu xứ Nghệ trong tương lai. Điều này khiến ai cũng hào hứng và tích cực đẩy thuyền cho họ sớm thành đôi. Những khung hình của cặp đôi được fan chuẩn bị khá chu đáo, người này còn làm một cuốn album chất lượng. Fan hào hứng hy vọng cặp đôi sớm có cái kết đẹp. Họ còn lại lội làm trend ảnh của Diệu Nhi Anh Tú từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Vừa qua, trong buổi livestream được Thùy Tiên và Quang Linh thông báo trên trang cá nhân sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Dù cũng là người rất yêu thích xem bóng đá, song Quang Linh Vlog đã quyết định bỏ xem trận đấu lúc 10 giờ tối, chỉ để đợi livestream cùng nàng hậu Thùy Tiên. Cả hai đã có buổi trò chuyện khá vui vẻ và thú vị. Trong số đó, khoảnh khắc đặc biệt nhất chính là giây phút nàng hậu chúc mừng sinh nhật Quang Linh, khiến người hâm mộ lẫn bản thân anh chàng đều bất ngờ và xúc động. Nam YouTuber bất ngờ với ánh mắt ngạc nhiên khi được nàng hậu chúc mừng sinh nhật sớm. Theo đó, sinh nhật của Quang Linh là vào ngày 10 tháng 12. Tuy nhiên, vì khoảng cách địa lý nên nàng hậu đã cố tình tạo bất ngờ bằng việc đặt bánh kem và chúc mừng sinh nhật Quang Linh ngay trên sóng livestream. Khoảnh khắc diễn ra bất ngờ này đã khiến Quang Linh có phần lúng túng và ngại ngùng. Đến cả người hâm mộ cũng ngạc nhiên về hành động ngọt ngào ấm áp của nàng hậu. Cô nàng cầm chiếc bánh kem trên tay và cùng trợ lý hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Bên cạnh đó, Thùy Tiên cũng dành cho đối phương những lời chúc tốt đẹp khiến dân tình cũng phải tan chảy. Nàng hậu gửi lời chúc tới Quang Linh, ngày mai là sinh nhật của anh Linh nên em gửi tặng anh Linh một bánh kem ở nơi phương xa. Hôm bữa, Team Sophie đã gửi cho em một chiếc bánh kem ở nơi phương xa trong ngày sinh nhật của em, vậy nên em muốn gửi cho mọi người chiếc bánh kem này. Chúc anh Linh tuổi mới trở thành đại gia nông nghiệp, hoàn thành nhiều ước mơ. Quang Linh bất ngờ trước màn đánh úp này của Thùy Tiên, anh nói cảm ơn Tiên và mọi người rất nhiều. Anh chàng phì cười xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến nàng hậu cũng như ekip của cô. Khác với những lần trước, Quang Linh Vlog đã đổi gió khi thể hiện ca khúc Điều Ước Dạng Đơn, bản hit quá đổi quen thuộc với những khán giả thế hệ 8X 9X trở về trước. Chàng YouTuber luôn chiếm được thiện cảm từ số đông khán giả khi sở hữu một giọng hát ngọt ngào tình cảm dù không quá xuất sắc. Liệu Điều Ước Dạng Đơn mà Quang Linh muốn nói đó chính là thoát ế? Thể hiện bài hit về tình yêu, trong khi Quang Linh Vlog mải mê khoe giọng ở bên kia màn hình, thì Thùy Tiên cũng rất chăm chú lắng nghe, thưởng thức màn thể hiện của anh chàng. Trong không gian âm nhạc, nàng hậu đã say sưa đắm chìm trong những giai điệu mà Quang Linh Vlog ngân nga. Không biết việc chọn ca khúc này chỉ là tình cờ hay đã được Quang Linh Vlog dự tính từ trước khi vừa hát, anh chàng vẫn không ngừng đảo mắt nhìn về phía của Thùy Tiên, đôi lúc mỉm cười, khiến dân tình bán tín bán nghi. Tuy được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền, thế nhưng trước đó Thùy Tiên đã có chia sẻ cùng Star Star về mối quan hệ thật sự với chàng YouTuber điển trai. Tiên nghĩ đó là một sự may mắn khi Tiên và anh Linh cùng chung một khung hình và tạo ra được một cái giống như là chemistry, phản ứng trong phim, thì mọi người lại yêu thích việc đấy. Tiên cũng rất bất ngờ khi nhận được quá nhiều sự ủng hộ và yêu thương như vậy. Tiên cũng xin đính chính là mình và anh Linh hiện tại đang là bạn tốt.